Thưa quý vị và các bạn, di tích là nơi tôn nghiêm mang đậm dấu ấn đặc trưng của văn hóa Việt Nam, rất cần được lưu giữ bảo vệ cả về cảnh quan cũng như những hiện vật có giá trị lịch sử, nghệ thuật. Tuy nhiên hiện nay ở Hưng Yên có rất nhiều di tích lịch sử văn hóa đang bị xâm hại hay bị làm biến dạng nghiêm trọng. Giá trị hoa văn nguyên gốc cổ chỉ còn được khoảng độ từ 15 đến 30%. Hai cái xà kia cũng bị lỗi hết. Cái xe kèo suối từ dưới lên trên sau chuyển thành hai cây măng để đỡ lên lắm thì cuối cùng biến dạng không ăn vào nhau nữa. Cực đẹp luôn mà nó phá rồi thì thất danh danh. Vì 100 triệu mà nó dám phá cái ngôi đình cổ ngàn năm tuổi. Đây là những gì còn lại sau công cuộc phá dỡ, di rời và xây mới đỉnh Ngu Nhuế, xã Vinh Khúc, huyện Văn Giang. Rất nhiều những cấu kiện bằng gỗ thể hiện từng nét chạm trổ tinh xảo còn sót lại. Nhiều cấu kiện đã bị cắt nát từng khúc. Những di sản quý bị tàn phá như thế này, ai không khỏi xót xa. Đây là ngôi đình đã có từ lâu và được trùng tu lớn vào thời Hậu Lê. Di tích đã được nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia về kiến trúc nghệ thuật năm 1989. Trong quá trình hạ giải để trùng tu, nhiều hiện vật quý đã bị mất hoặc bị cưa cắt nát vụn. Cách ngôi đình cũ khoảng 20 mét, người ta cho dựng lên một ngôi đình mới với các đơn nguyên kiến trúc hoàn toàn khác lạ so với ngôi đình cũ. Do chưa được cấp phép trùng tu nên phần lớn người dân không đồng tình với việc chuyển vị trí đình, dựng đình mới, đã xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài ở địa phương này. Chính sự tân trang di tích trên đã dẫn đến một loạt các sai sót, bằng nhãn quan thông thường cũng thấy được những lỗi rất lớn của thợ thi công. Nó đã bị biến dạng thẳng vào căn cốt lịch sử, văn hóa nghệ thuật liên quan đến di tích. Cái trình độ điêu khắc này rất là hiếm có. Triều Tiên cổ bây giờ không có đâu. Cho dân chúng tôi rất bức xúc về cái này. Bây giờ làm sao có những cái dâu rồng này bị cắt kìa. Mấy cái bị cắt kìa kìa. Cắt hết. Thế thì bây giờ lấy đâu ra được về điêu khắc nữa. Về văn hóa là phải chờ ở về trình độ điêu khắc. Thế mà làm biến dạng hết đây. Xà này đây các anh thử trông nha. Trước đây nó ngắn ở đâu đây. Bây giờ làm dài ra phải lối cả xà đây. Thế thì lối xà đây thì các anh quay cho tôi xem là trông cho tôi. Cái kèo suối này nó trở thành lên trên này nó là hai cây trúc và đỡ lên lắm. Nhưng mà đi đến đây rời ra rồi. Có ăn được đâu. Thế thì làm sao còn vững bền được nữa. Thế đây mấy cái xà ở chỗ kia không thế cũng bị lỗi đây không ăn nhau đây này cái bởi này là cái trụ này lên đây coi như có ăn vào đâu tam quát ra thế này thì hỏi rằng trình độ gì về điều khác về văn hóa nữa đây mất chồng thì mất mà xà lỗi ăn không ăn nhau và làm sao có về văn hóa nữa đấy một cái đơn giản sơ sài như thế thôi cho nên cái bức xúc của dân chúng tôi là bức xúc rất nhiều chưa nói về việc suy sụt mất mát về kinh tế giảm mất mát về kinh tế là một cái rất đau lòng đối với dân chúng tôi bây giờ đồng tiền các ông các bà đi hái rau muống nhá cấu cùn móng tay ra mới được một chục hay vài chục mang tâm vào đây để 1 triệu hay 200-300 để mang tâm vào sửa đình nhưng cuối cùng một lúc thất thoát được mấy trăm triệu nghe báo cáo thế thì hỏi rằng là dân chúng tôi tin tưởng ai nữa. 2 tháng sau vụ việc xảy ra tại đỉnh Ngu Nhuế thì chúng tôi lại phát hiện ban quản lý di tích đền Mẫu thành phố Hưng Yên cho xây dựng 9 gian kiosk trong vùng bảo vệ của di tích cũng không xin phép. Tìm hiểu về công tác trùng tu di tích trên địa bàn thành phố Hưng Yên, chúng tôi lại phát hiện chùa Kim Trung cũng tự ý phá dỡ bức tường cổ, xây dựng khuôn viên, mở lối cho phương tiện của Phật tử đi thẳng vào trong chùa. Chùa Thụy Ứng ở Phố Hiến xây dựng nhà tổ, nhà mẫu cũng không cần xin phép. Đây là những danh thắng tiêu biểu của Phố Hiến Hưng Yên đã được nhà nước công nhận di tích cấp quốc gia về giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật. Đó chỉ là một số điển hình được phát hiện những sai phạm trong quá trình trùng tu, tôn tạo. Trên thực tế, công tác trùng tu, tôn tạo di tích ở Hưng Yên thời gian qua còn rất nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Các vị đã tự xây dựng kế hoạch tu tôn tạo, chưa có cái ý kiến đóng góp của cái nhà chuyên môn. Do đó mà phải nói rằng cũng có nhiều di tích khi xây dựng lên xong thì nó không đáp ứng được cái giá trị lịch sử của cái di tích của quê hương họ. Và đặc biệt là có một số địa phương nữa thì
trong cái việc tu bổ tôn tạo này, các đồng chí lãnh đạo xã cũng không quan tâm tới, cho nên dẫn đến cái tôi có thể nói là gần như là cái ban thánh tiết của thôn đấy, các ông mới nghĩ rằng như vậy đây là di tích của làng đúng không, của thôn này, do đó mà như vậy là các ông ấy làm theo cái suy nghĩ của cá nhân. Nhiều di tích như vậy là cái giá trị rất lớn. Tôi lấy ví dụ như vậy là họ đem cái nền của nó trước rất là đẹp, cái tảng đá của công trình nó đẹp, nhưng các ông đem cái tôn cao đi lấp lên nó đi vào lát bằng cái loại gạch gương sáng bây giờ, cho nó mất hết giá trị. Tỉnh Hưng Yên có hơn 1.000 di tích, trong đó có 160 di tích được nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia, 153 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, còn lại là các di tích trong diện kiểm kê phân loại. Đây cũng là tỉnh có mật độ di tích dày đặc, chỉ đứng thứ hai sau thủ đô Hà Nội. Di tích xuống cấp thì phải trùng tu tôn tạo. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức về luật di sản văn hóa cũng như chạy theo mốt thời thượng mà không ít di tích tự tân trang, dẫn đến sai phạm. Nhiều di tích ấm cúng đầy bản sắc truyền thống, thay vào đó là một kiến trúc khang trang đời thường, không một kiểu cách nào Tây chẳng phải Tây, Tàu chẳng phải Tàu, nhưng nhất định không phải kiến trúc đình chùa thuần Việt. Sự hiểu biết về lịch sử văn hóa còn hạn chế, nên trong quá trình trùng tu tôn tạo đã không làm theo quy trình của luật di sản văn hóa, vì vậy xảy ra chuyện chắp vá, làm tới đâu nghĩ tới đó. Trùng tu đấy, di tích lịch sử là phải được giữ nguyên trạng, là phải giữ được đúng nguyên vị trí của nó mới có giá trị về lịch sử và văn hóa. Nó mới truyền tải cái không gian và thời gian. Lịch sử nó là tầng trầm tích của thiên nhiên, của không gian và thời gian và của cha ông mình, tổ tiên ông bà nhà mình. Kết tinh cả nghìn năm nay mới có được. Để chứng tỏ gì? Chứng tỏ một nền văn minh làng xã này đã tồn tại ở đây hàng nghìn năm rồi. Đấy. Nếu bây giờ chúng ta phá đi cái lịch sử này thì một người khác ở nơi khác người ta đến, người ta bảo đây là ấp trại mới mở ra, thì lấy gì làm căn cứ? Đấy. Do vậy chúng tôi phản đối rất mãnh liệt. Chúng tôi bảo làm cái việc này là phải có tâm, là phải xuyên suốt chiều dài lịch sử. Đi 100 triệu mà nó dám phá cái ngôi đình cổ ngàn năm tuổi. Đây là chùa Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, bởi di tích này còn có hệ thống bệ thờ đá hoa sen thời Lý Trần rất độc đáo. Cách đây 2 năm, di tích đã được địa phương tự ý trùng tu xây mới, nhưng đến nay nó vẫn dở dang vì thiếu kinh phí. Tuy nhiên, kiến trúc mới của ngôi chùa lại hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, bố cục thì quá lộn xộn, vượt qua ý thức khiêm nhường truyền thống vốn ăn sâu vào bản gốc của người Việt. Người xưa đã từng nói, bất chi, bất trách. Nhưng tại sao bất chi mà người ta lại dám đi tu bổ di tích? Cái cảm quan của mỗi người nó mỗi khác, cho nên có người thì muốn làm cho nó lòe loẹt, ví dụ như là bia sơn đỉnh, như gác lát gạch hoa, hay là sơn phết màu mẻ, nó sặc sỡ người khác. Đôi khi nó làm mất hết cả cái đẹp thực của nó đi. Nó bị hiện đại hóa đi một cách, và đôi khi nó lại có sự lai căng nữa. Đôi khi là nhìn thấy cái cảnh trên tivi ở bên Nhật là cái đình cái chùa nó phải có cái này, mình cũng lắp vào cho nó đẹp. Đấy, thí dụ thế. Hay là ở miền Nam đình chùa của họ như thế thì mình cũng muốn là làm theo, bắt chước một vài cái nét này khác, cho nên nó có cái sự nó hơi kịch cỡm. Các di tích trong diện kiểm kê chưa được xếp hạng thì việc trùng tu tôn tạo diễn ra không cần một quy trình thủ tục nào. Chính quyền thôn và ban quản lý di tích được toàn quyền mổ xẻ di tích, miễn sao nó được tân trang mà không cần nghĩ đến phục dựng nguyên trạng, giữ lại yếu tố gốc của di tích. Ban quản lý di tích các địa phương muốn molyfe đi để kiến trúc của mình mang một phong cách không giống ai. Mặt khác, thợ thi công lại yếu tay nghề, dẫn đến việc trùng tu xong thì di tích trở thành biến dạng. Có những di tích tam quan của ngôi đình mang dáng dấp của tam quan chùa, hoặc tam quan của chùa thì lại giống tam quan của đình, và rất nhiều di tích niên đại hàng trăm năm bỗng nhiên trở thành di tích mới toanh. Các cấu kiện được thay thế hoàn toàn bằng bê tông cốt thép và ốp gạch men sáng loáng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tùy tiện trong việc trùng tu tôn tạo, nhưng có một nguyên nhân chủ quan là việc chính quyền cơ sở đã buông lỏng quản lý để cho ban quản lý các di tích và chính quyền thôn tự ý trùng tu tôn tạo khi có tiền công đức của nhân dân. Cũng có những di tích vừa mới tôn tạo xong lại phải đập đi xây lại vì ý kiến của một số người trong ban quản lý đó không đồng nhất,
dẫn đến việc lãng phí tiền của nhân dân mà không bảo lưu được nét văn hóa truyền thống. Người muốn cho nó khang trang đẹp hơn cho nên người ta hầu hết là làm theo cái suy nghĩ của người ta, nhưng còn lúc cả trong cái việc này tôi nghĩ rằng là vấn đề kiểm tra và vấn đề thẩm định thì tất nhiên là vẫn phải có của từ huyện cho đến tỉnh phải vào cuộc vấn đề này. Thế rồi những vấn đề đó, ngay cơ sở, chính quyền cơ sở hoặc là ở xã cũng phải luôn luôn quan xuyến vấn đề, khi phát hiện đấy là phải đình chỉ ngay. Thế nhưng cuối cùng là có khi là cũng có những cái mà tuy rằng không ủng hộ, thế nhưng coi như không nắm được tình hình. Thì đến khi nó việc đã rồi, bắt đầu chúng ta hầu như là phải chữa cháy việc đó. Việc trùng tu tôn tạo sai phạm thì đang bị cấp có thẩm quyền đình chỉ. Di tích cũ thì bị phá tàn hoang, công trình mới thì lại dở dang và tâm lý người dân thì hết sức bất bình vì chưa có địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực này, mặc dù đã có những cái tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, có hướng dẫn, có tập huấn, có kiểm tra, nhưng tình trạng này vẫn còn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng coi đây là có trách nhiệm của mình. Đó là việc kiểm soát thông tin, tham mưu với Ủy ban tỉnh để xử lý kịp thời những vi phạm đó thì còn có những cái mặt hạn chế. Trách nhiệm của các cơ quan chức năng thì đã rõ, nhưng xử lý những sai phạm trong công tác trùng tu tôn tạo di tích thì vẫn là bài toán chưa có lời giải. Qua đây, để bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, rất cần ý thức giữ gìn, bảo vệ di tích văn hóa của chính người dân. Thực tế cho thấy, các di tích ngày càng bị xâm hại nghiêm trọng và có thể sẽ mất dần trong một thời gian không xa. Để vấn đề đó không xảy ra trước khi quá muộn, ngay từ bây giờ, các cơ quan chức năng và cả người dân ở từng địa phương trong tỉnh phải có các biện pháp quyết liệt nhằm bảo vệ những di tích. Di sản văn hóa mà đã bị biến dạng hoặc bị xâm hại thì không còn giá trị nữa.